chào quý vị khán giả nha. Hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2022, mình đang có mặt tại khu du lịch Thác Giang Điền thuộc ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây giống như một tây nguyên thu nhỏ nằm giữa lòng miền Đông Nam Bộ. Khu du lịch này cách thành phố Biên Hòa khoảng 15 km và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45 km. Nơi đây hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch các nơi đổ về. Và hôm nay mình sẽ review lại cho quý vị các bạn xem những cảnh đẹp và những nét đặc sắc của khu du lịch này nha. Nào, xin mời quý vị các bạn. Thác Giang Điền là một tập hợp gồm 3 thác: Thác Chàng, Thác Nàng và thác chính là Giang Điền. Theo các già làng kể lại rằng, vùng đất này ngày xưa là nơi người Mã sinh sống. Thời ấy có đôi trai gái yêu nhau, nhưng không đến được với nhau nên họ tụng tiệc trên dòng sông này. Từ đó hình thành tên hai thác, Thác Chàng và Thác Nàng. Giang Điền là một tập hợp gồm 3 thác: Thác Chàng, Thác Nàng và thác chính là Giang Điền. Theo các già làng nơi đây kể lại rằng, vùng đất này xưa kia là nơi người Mã sinh sống. Thời đó có đôi trai gái yêu nhau, nhưng không đến được với nhau nên họ tuẫn tiết trên dòng sông này. Từ đó hình thành nên hai thác, Thác Chàng và Thác Nàng, hay còn gọi là thác đôi. Thank you.
khu du lịch Giang Điền, rộng 67 hecta, gồm bãi cỏ, vườn hoa, nơi đi bộ và hồ bơi. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.